phẩm 15 Phẩm không thể có được Athana Một la mã Phẩm thứ nhất Pathama Vagga 268 Sự kiện này không xảy ra Này các tỷ kheo Không thể có được một người thành tựu tránh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. 269. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Một người thành tựu tránh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc. Sự kiện này có xảy ra. 270 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Một người thành tựu tránh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã. Sự kiện này có xảy ra. 271 đến 276 Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không thể có được. Một người thành tựu tránh kiến có thể đoạt mạng sống của mẹ, vân vân của cha, vân vân, của vị A La Hán, vân vân, có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu, vân vân, có thể phá hòa hợp tăng, vân vân, có thể tuyên bố theo một vị đạo sư khác. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể đoạt mạng sống của mẹ, vân vân, của cha, vân vân, của vị A La Hán, vân vân, có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu, vân vân, có thể phá hòa hợp tăng, vân vân, có thể tuyên bố theo một vị đạo sư khác. Sự kiện này có xảy ra. 277 sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được trong một thế giới, hai vị A-la-hán tránh đẳng giác, không trước không sau, a búp băng a măng xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, trong một thế giới, chỉ có một vị A-la-hán tránh đẳng giác xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. Hai la mã. Phẩm thứ hai, bảy mươi 278 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được trong một thế giới có hai chuyển luân vương, không trước, không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, trong một thế giới chỉ có một truyền luân vương xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. 279 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo. Người đàn ông có thể là bậc A-la-hán tránh tàng giác. Sự kiện này có xảy ra. 280 Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không thể có được. Một phụ nữ có thể là vị truyền luân vương. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị truyền luân vương sự kiện này có xảy ra. 281 đến 283 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Một phụ nữ có thể là vị đế thích, sắc ca, vân vân là ác ma, vân vân là phạm thiên. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị đế thích, vân vân Là ác ma, vân vân Là phạm thiên. Sự kiện này có xảy ra. 284 Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không thể có được. Là quả dị thục của thân làm ác có thể là khả lạc khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả dị thục của thân làm ác, là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này có xảy ra. 285 đến 286 Sự kiện này không xảy ra này các tỷ kheo không thể có được là quả dị thục của miệng nói ác vân vân của ý nghĩ ác có thể là khả lạc khả hỷ khả ý sự kiện này không xảy ra nhưng sự kiện này có xảy ra này các tỷ kheo là quả dị thục của miệng nói ác vân vân của ý nghĩ ác là không khả lạc không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Ba La Mã Phẩm thứ ba Tatiza Vakha 287 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Là quả dị thục của thân làm thiện có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả dị thục của thân làm thiện là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này có xảy ra. 288 đến 289 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được là quả dị thục của miệng nói thiện, vân vân, của ý nghĩ thiện, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả dị thục của miệng nói thiện, vân vân, của ý nghĩ thiện, là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này có xảy ra. 290. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Là người đầy đủ thân làm ác. Do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là người đầy đủ thân làm ác. Do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này có xảy ra. 291 đến 292 Sự kiện này không xảy ra này các tỷ kheo, không thể có được là người đầy đủ miệng nói ác, vân vân, ý nghĩ ác do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, là người đầy đủ ý nghĩ ác do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này có xảy ra. 293 Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không thể có được. Là người đầy đủ thân làm thiện. Do nhân ấy, do duyên ấy sau khi thân hoại mệnh chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra này các tỷ kheo là người đầy đủ thân làm thiện. Do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này có xảy ra 294 đến 295 sự kiện này không xảy ra này các tỷ kheo không thể có được là người đầy đủ miệng nói thiện vân vân ý nghĩ thiện do nhân ấy do duyên ấy sau khi thân hoại mệnh chung có thể sanh vào cõi giữ ác thú đạ xứ địa ngục sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là người đầy đủ ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này có xảy ra. Phẩm 16. Phẩm một pháp ekadama một la mã phẩm thứ nhất patama vaga hai trăm chín mươi sáu có một pháp này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến nhất hướng nhàm chán ekanta nibidaza ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. 297. Có một pháp này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm pháp, vân vân, niệm tăng, vân vân, niệm giới, vân vân, niệm thí, vân vân, niệm thiên, vân vân, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, niệm chết, vân vân niệm thân, vân vân, niệm an tịnh. Chính một pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Hai La Mã Phẩm thứ hai Đu Ti Gia Vác 298 ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo! Do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo! Như tà kiến! Với người có tà kiến, này các tỷ kheo! Các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 299. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. Này các tỷ kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 300. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh, không sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh, không sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 301. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh, không sanh khởi hay các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như chánh kiến, với người có chánh kiến này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 302. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy tà kiến chưa sanh được sanh khởi hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, tà kiến chưa sanh được sanh khởi, và tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 303. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy tránh kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tránh kiến đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như như lý tác ý do như lý tác ý. Này các tỷ kheo, tránh kiến chưa sanh được sanh khởi, và tránh kiến đã sanh được tăng trưởng. 304. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến này các tỷ kheo, sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. 305. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung được sanh vào cõi lành, thiên giới, cõi đời này này các tỷ kheo như chánh kiến các chúng sanh có đầy đủ chánh kiến này các tỷ kheo sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi lành thiên giới cõi đời này 306 đối với người có tà kiến này các tỷ kheo phàm mọi thân hành hoàn toàn theo tà kiến và mọi khẩu hành vân vân phàm mọi ý hành hoàn toàn theo tà kiến, phàm có tư tâm sở nào, vân vân, phàm có quyết định nào, vân vân, phàm có ước nguyện nào, vân vân, và phàm có hành nào, vân vân, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỉ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của tà kiến này các tỷ kheo. Ví như, này các tỷ kheo, hạt giống cây Nimba hay hạt giống cây Kosataki, một loại cây leo, hay hạt giống cây mướp đắng, được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì cớ sao? Vì tánh ác của hạt giống. Này các tỷ kheo! Cũng vậy, này các tỷ kheo! Đối với người có tà kiến, này các tỷ kheo! Và mọi thân hành hoàn toàn, vân vân, như trên, vân vân. Vì tánh ác của tà kiến, này các tỷ kheo! 307 Đối với người có tránh kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn theo chánh kiến, phàm mọi khẩu hành, vân vân, phàm mọi ý hành hoàn toàn theo chánh kiến, phàm có tư tâm sở nào, vân vân, phàm có quyết định nào, vân vân, phàm có ước nguyện nào, vân vân, và phàm có các hành nào, vân vân, tất cả pháp ấy đưa đến khả lạc, khả hỷ khả ý đưa đến hạnh phúc an lạc vì cớ sao vì tánh hiền thiện của chánh kiến này các tỷ kheo ví như này các tỷ kheo hạt giống cây mía hay hạt giống cây lúa sa li hay hạt giống cây nho mút đi ca được gieo vào đất ướt phàm vị gì nó lấy lên từ đất phàm vị gì nó lấy lên từ nước tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngọt, thích ý, tánh ngon ngọt, AC Chanaka của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của hạt giống, này các tỷ kheo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, và mọi thân hành hoàn toàn, vân vân. Vì tánh hiền thiện của chánh kiến, này các tỷ kheo. Ba La Mã phẩm thứ ba ta lẻ 308 có một người này các tỷ-kheo khi xuất hiện ở đời sự xuất hiện đem lại bất hạnh cho đa số bất lạc cho đa số bất lợi cho đa số đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người người ấy là ai người có tà kiến người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho nhiều người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. 309 có một người này các tỷ kheo khi xuất hiện ở đời sự xuất hiện đem đến hạnh phúc cho đa số an lạc cho đa số lợi ích cho đa số đưa đến hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người người ấy là ai người có chánh kiến người không có điên đảo kiến người ấy làm cho nhiều người xa lìa phi pháp an chú diệu pháp chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 310. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại phạm tội lớn. Này các tỷ kheo, như tà kiến, tối thắng tà kiến này các tỷ kheo là phạm tội lớn nhất. 311 Ta không thấy một người nào khác này các tỷ kheo mà tuân theo sẽ đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người này các tỷ kheo như kẻ ngu si makhali ví như này các tỷ kheo tại cửa sông có đặt một cái nơm bẫy cá đem lại bất hạnh đau khổ tổn thương tổn hại cho nhiều cá cũng vậy này các tỷ kheo kẻ ngu si makhali xuất hiện ở đời ta nghĩ rằng như là một cái nơm bẫy cá cho loài người đem đến bất hạnh, đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều loại hữu tình. 312. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật bị vụng thuyết? Này các tỷ kheo, thời người khuyến khích Samadapeti Peti và người được khuyến khích tuân hành như vậy, tất cả đều đem lại nhiều tổn phước. Vì cớ sao vì Pháp bị vụng thuyết. 313. Ai khuyến khích chấp nhận một Pháp luật được khéo thuyết? Này các tỷ kheo, thời người khuyến khích và người được khuyến khích tuân hành như vậy, tất cả đều đem lại nhiều phước đức. Vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 314. Trong một Pháp luật bị vụng thuyết, này các tỷ-kheo ước lượng của sự bố thí do người cho biết chứ không phải do người nhận vì cớ sao vì Pháp bị vọng thuyết 315 trong một pháp luật được khéo thuyết này các tỷ-kheo ước lượng của sự bố thí do người nhận biết không phải do người cho vì cớ sao, vì Pháp được khéo thuyết 316 Trong một Pháp luật bị vụng thuyết Này các tỷ kheo Người tinh cần tinh tấn sống đau khổ Vì cớ sao? Vì Pháp bị vụng thuyết 317 Trong một Pháp luật được khéo thuyết Này các tỷ kheo Người biếng nhác sống đau khổ vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 318. Trong một Pháp luật bị vụng thuyết, này các tỷ kheo, ai sống biếng nhác, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì Pháp bị vụng thuyết. 319. Trong một Pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, ai sống tinh cần, tinh tấn, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì Pháp được khéo thuyết. 320 Ví như, này các tỷ kheo, một ít phân có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về sự hiện hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian bốn ngón tay. 321 Ví như, này các tỷ kheo, một ít nước tiểu có mùi hôi thối, vân vân. Một ít nước miếng có mùi hôi thối, vân vân. Một ít mổ có mùi hôi thối, vân vân. Một ít máu có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về sự hiện hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. Bốn La Mã. Phẩm thứ tư. Cha Tút ha hai mươi 322. Ví như trong cõi Jambudipa, Diêm Phù Đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái. Còn nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua các khu vực rậm rạp, những gậy gộc, gai góc, các núi non lờm chởm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sanh trên đất liền, còn nhiều hơn là các chúng sanh sanh ở trong nước. 323 Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh giữa loài người còn nhiều hơn là các chúng sanh được tái sanh ra ngoài loài người. Vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh ở trung tâm các quốc độ, còn nhiều hơn là các chúng sanh phải tái sanh ở các quốc độ biên địa, giữa các loài man dợ không biết nhận thức. 324 Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh có trí tuệ, nhanh trí, không điếc, không câm, có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết. Còn nhiều hơn là các chúng sanh có ác trí tuệ, chậm trí, điếc và câm, không có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết. 325. Vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh đầy đủ cặp mắt trí tuệ của bậc thánh, còn nhiều hơn là các chúng sanh bị chìm đắm trong vô minh si ám. 326. Vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được thấy Như Lai còn nhiều hơn là các chúng sanh không được thấy Như Lai. 327. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. 328. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi nghe thọ trì pháp, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi nghe không thọ trì pháp. 329 Vân vân Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh quan sát ý nghĩa các pháp, họ học thuộc lòng. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không quán sát ý nghĩa các pháp mà họ đã học thuộc lòng. 330. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 331 Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được khích động bởi những vấn đề đáng được khích động, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được khích động bởi những vấn đề đáng được khích động. 332 Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi được khích động, như lý tinh tấn. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi được khích động, không như lý tinh tấn. 333 Vân vân Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, không được định, không được nhất tâm. 334 Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được đổ ăn tối thắng, được vị ăn tối thắng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được đổ ăn tối thắng không được vị ăn tối thắng, chỉ nuôi sống với các áo và đồ ăn lượm lặt. 335. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh đã được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp vị ngọt của giải thoát. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 336 đến 338 vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong cõi diêm phù đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái. Còn nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp, những gậy gộc gai góc, các núi non lởm chởm cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là chúng sanh sau khi chết từ loài người được tái sanh trong loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 339 đến 341. vân vân cũng vậy này các tỷ kheo số ít là các chúng sanh sau khi chết từ loài người được tái sanh giữa chư thiên còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục vân vân ở các loài bảng sanh vân vân ở cõi ngạ quỷ 342 đến 344 vân vân cũng vậy, này các tỷ kheo. Số ít là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên được tái sanh giữa chư thiên, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên bị tái sanh ở địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 345 đến 347. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên được tái sanh giữa loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên bị tái sanh ở địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 348 đến 350. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ địa ngục được tái sanh giữa loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bảng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 351 đến 353. Vân vân, cũng vậy này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục được tái sanh lên chư thiên, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 354 đến 356. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ loài bàng sanh được tái sanh giữa loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 357 đến 359 vân vân cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bảng sanh được tái sanh giữa chư thiên, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bảng sanh bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bảng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 360 đến 362 vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa loài người. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 363 đến 365 vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ, được tái sanh giữa chư thiên. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ, bị tái sanh ở cõi địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ.